sinh viên sẽ thích hơn sáng tết không sao? Tình như thế, rõ ràng chị chủ đã nói thế. Bà ơi, đây là cô ô sinh viên, người sẽ thích hơn vẹn xem. Chị chủ nói thế mà. Cái gì? Tức là cô chủ đã nghỉ hơn à? Nghỉ hơn? Chắc chắn rồi. Để em lên xem thế nào. Ngồi đây đi. Nếu chị sinh viên thích hơn sáng tết không? Thì nhà hàng này sẽ là của ai nhỉ? Nhà hàng chúng ta nghe nói giám đốc Tăng là người mở cho chị chủ nhà hàng mà. Giám đốc Tăng sẽ đứng sau sản xuất, chắc chắn rồi. Điều khả năng là nhóm trưởng ôn sẽ lên làm chủ. Mình biết đâu giám đốc Tăng lại ngồi cùng cho chị chủ bằng nhà hàng này thì sao? Bồi thường. Chẳng lẽ nghỉ hơn mà không được bồi thường?